Bữa nay thứ bảy nè, đi phát cơm. Mà không biết phát ở đâu đây. Phát lòng vòng riết rồi không biết tới cái đợt của cái xóm nào nữa. Sáng thức dậy thì nghe hay tin là ở trên núi Cô Tô nó bị cháy rừng. Thì cháy ở cái kẹt mà nước là cái nơi mà tôi hay đi cho đồ từ thiện ở trong đó, đó. Nhưng mà nó cháy trên núi chứ nó không phải cháy ở dưới cái xóm nghèo. Nóng quá, cách mấy tháng nay rồi trời nóng quá, sớm muộn gì cũng phải cháy rừng. Hộp cơm. Bì cái gì ba cái chú cúc hôm qua cháy rừng ở bên núi Tô. Bữa nay không biết dập tắt chưa. Ở qua cháy lúc 6 giờ chiều. Ở cháy trên núi rình thử ra không có ảnh hưởng gì tới xóm làng gì, không có ảnh hưởng gì tới mấy cái khu dân cư. Cái khu vực cháy là nó nằm ở ngay kẹt Cần Đước, nơi mà tôi hay tới lui, có cái xóm nghèo trong đó 5-6 gia đình vậy đó. Nhưng mà cái xóm đó thì nó ở dưới chân núi, còn cháy rừng là nó cháy ở phía bên trên, ở trên núi. Thì sáng mới hay tin chứ ở tối đâu có hay. Mấy tháng nay là ở đây là hanh khô dữ lắm, nóng dữ lắm, chỉ cần miếng lửa là nó cháy thôi. Bữa nay phát cơm ở trong sóc thun. Cái xóm là có xóm con nít nhiều mà nó xóm nghèo nữa. Đây người ta thả vịt đồng nè. Đấy, cắt lúa xong là có vịt đồng mà. Để chạy vô đường chùa cái lễ khanh sài ma như thế nào rồi.
bắt đầu người ta bày đồ ra, người ta bán rồi nè. Đó. Để bán dịp lễ Khanh Sài Ma ở chùa Hàng Cồng. Ở đây là cái chùa Hàng Cồng nè. Chùa Lũy Bình á nè. Tin người ta đem đồ lại, người ta để dọc dọc đây người ta bán nè. Ngày ná bàn chỗ bán. Ngày ná bàn chỗ bán. Sai dây khăn sai. Phải bảy vậy. Phải chăng hả? Vậy là ngày mai bắt đầu vô rồi. Mấy cái gian hàng nó bày bán dọc dọc đây nè.